Vận hạn của người tuổi Tý năm 2023 về sức khỏe do ngũ hành thủy bị Mão Mộc hao tiết, vì thế sức khỏe của người tuổi Tý trong năm nay không được tốt lắm. Lưu niên lại là hình thái tuế, nếu năm nay cần phải chuyển nhà, động thổ hoặc là sắp đặt lại đồ đạc trong gia đình thì các bạn cần chọn ngày giờ tốt hoặc là tìm phương hướng thích hợp để làm, không nên chọn một cách tùy tiện sơ sài. Ngoài ra thì nên đi kiểm tra định kỳ sức khỏe, cần chú ý tránh những bệnh liên quan đến thận này, xương cốt, gan và mắt. Đặc biệt trong nửa đầu năm, khí của mộc hỏa vẫn còn đang vượng. Khi đi ra ngoài bạn cần du lịch, bạn cần chú ý an toàn, cần phải chủ động tránh những phiền phức đối với những người không cần thiết. Đặc biệt nửa đầu năm khí của mộc hỏa thịnh, người tuổi Tý cần chú ý gan thận. Năm 2023 này gặp sao Phi Ma, người tuổi Tý cần chú ý chăm sóc sức khỏe, nhất là đối với người già. Chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên sử dụng bột phong thủy Anofa và vật phẩm của Anofa để giúp khỏe mạnh, bình an cho các thành viên trong gia đình. Ai cần coi vận hạn này, giải hạn, căn chỉnh ban thờ thần tài đúng, hãy inbox cho Mai nhé.